Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông dự báo sẽ gây mưa cho nhiều tỉnh thành miền Trung từ nay đến sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 10. Mưa xảy ra ở khu vực Thanh Hóa, Quảng Ngãi, trong đó từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có là vùng tâm mưa. Cảnh báo mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 2 ngày khoảng 70-150mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ngoài ra thì dự báo không khí lạnh sẽ còn gây mưa nhỏ cho miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Đến chiều nay, trời lạnh với nền nhiệt độ cao nhất thì phổ biến là 20-23 độ C. Sau bão số 5 và trận mưa cực lớn vào cuối tuần trước thì khó khăn lớn nhất của người dân vùng lũ ở huyện Quảng Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế là nông nghiệp gần như bị hư hại hoàn toàn, đặc biệt là hoa màu ở các vùng trũng thấp, trong khi địa phương lại chưa chủ động được nguồn giống cho những vụ mùa tiếp theo. Hơn 120 hectare diện tích hoa màu của người nông dân Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngâm trong nước lũ những ngày qua đã hư hại hoàn toàn. Thiệt hại cho người nông dân là quá lớn. Người dân ở đây bất lực nhìn cả vườn hoa màu mà không thể cứu vãn. Lụt rất chi là sâu, toàn bộ diện tích hoa màu đều chết 100%. Rồi đối với cá nhân tôi, mà riêng của tập thể, nói chung là cả thôn Thanh Trung là bà con đều là ngập lụt hết, chết 100% hết. Huyện thì không có cái nguồn để mà hỗ trợ giống cho bà con, cho nên là cũng kiến nghị với tỉnh và trung ương là bằng thì có chính sách để hỗ trợ cho bà con về giống và vật tư để bà con lại khôi phục lại sản xuất. Cũng tại huyện Quảng Điền, hơn 6 tấn cá, chủ yếu là cá diêu hồng đã bị chết do mưa lũ trong cơn bão số 5 vừa qua. Toàn huyện Quảng Điền có hơn 1.000 lồng cá được nuôi trên sông Bồ và trên phá Tam Giang. Mặc dù bà con cũng đã chủ động khi vào mùa mưa bão, nhưng cũng không thể tránh được thiệt hại. Cái số cá nó bị sơ sát, thì hiện tại gia đình nhà em đang phân loại để những cá nào mà có thể rằng nó chuẩn bị chết, nó yếu, mình phân loại để mình bán trước, còn để cứu vớt thì nào hay chừng đó. Hiện tại một số xã vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế nước vẫn chưa rút, người nông dân cũng chưa có biện pháp khắc phục gì vì vẫn còn nhiều cơn bão nữa có thể sẽ đổ bộ vào địa phương. Theo kinh nghiệm của người nông dân, phải sau 23 tháng 10 âm lịch, Thừa Thiên Huế mới hết các đợt mưa bão. Lúc đó thì người nông dân mới bắt đầu gieo trồng cho vụ mới. Còn tại Đà Nẵng thì nghĩa trang Hòa Sơn vẫn đang bị vùi lấp do trận lũ cách đây một tuần. Để khôi phục lại hiện trạng hàng trăm ngôi mộ tại đây thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động gần 800 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 để giúp dân thu dọn và khắc phục thiệt hại do sạt lở đất đá tại nghĩa trang này. Do công tác di chuyển đất đá ra khỏi khu vực sạt lở đòi hỏi phải tiến hành cẩn trọng bằng phương pháp thủ công, nên sự có mặt của các lực lượng vũ trang sẽ giúp cho công việc khắc phục hậu quả được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Công việc thu dọn hàng vạn khối đất đá vùi lấp mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn từ hôm qua 20 tháng 10, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 đã đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên các hướng, nhất là 6 vị trí có đất đá sạt lở vùi lấp mộ, thực hiện vận chuyển đất đá ra khỏi khu mộ và tập kết trên đường giao thông, kết hợp hỗ trợ xếp dọ đá tại những vị trí dòng chảy chính. Sáng nay, các lực lượng tiếp tục tổ chức xúc và vận chuyển đất đá sạt lở trên đường giao thông đến các vị trí phù hợp. Bên cạnh gần 800 cán bộ chiến sĩ trực tiếp thi công tại hiện trường hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng Sư đoàn 315 sẽ tiếp tục điều động các cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố tham gia khắc phục thiệt hại do sạt lở đất đá tại nghĩa trang Hòa Sơn trong những ngày đến.